Chào các em, chúng ta đến với bài số 27, chương trình tin học lớp 10, tham số của hàm. Thì ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm là gì rồi và cách sử dụng hàm một cách cơ bản. Thì ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Tại vì khi mà chúng ta thiết lập các hàm thì chúng ta sẽ truyền cho nó những cái tham số để cho nó thực hiện. Vậy thì bây giờ tìm hiểu cái tham số là như thế nào và cách truyền ra làm sao. Thì sau bài này chúng ta sẽ biết cách thiết lập các hàm, các tham số của hàm, hiểu được cách truyền giá trị thông qua đối số của hàm, biết viết chương trình có sử dụng chương trình con, chúng ta sẽ ứng dụng cái chương trình con vào cái chương trình chính của chúng ta. Rồi, trước khi vào bài thì người ta có cho chúng ta một cái phần khám phá là quan sát các lệnh sau và cho biết sự khác nhau giữa tham số parameter và đối số argument. Đây là tham số, đây là đối số. Như vậy sao khi học cái bài này thì các bạn phải phân biệt được tham số là sao mà đối số là sao nha. Rồi, ok, chúng ta sẽ vào phần số 1, tham số và đối số của hàm. Thì ở phần này thì trên lớp thầy cô có thể chạy những cái chương trình này cho các bạn xem, và trong sách cũng có giải thích rất là kỹ, các bạn có thể xem qua. Thầy sẽ đi nhanh ở những cái phần bài tập và những cái ghi nhớ trọng tâm nha, để tránh mất cái thời gian xem video của các bạn. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có một số cái ví dụ và người ta chạy những cái ví dụ này. Ở phần màu xanh thì người ta sẽ giải thích. Rồi, ok, thầy sẽ đi nhanh qua. Rồi, như vậy chúng ta sẽ, sau khi các ví dụ thì chúng ta biết được tham số của hàm được định nghĩa khi khai báo hàm. Nghĩa là gì? Khi khai báo hàm chúng ta sẽ truyền vào nó giống như những cái biến vậy đó, thì người ta gọi đó là tham số và được dùng như biến trong định nghĩa của hàm. Như thầy mới vừa nói, đối số là các giá trị được truyền vào khi gọi hàm. Vậy các bạn phân biệt giữa tham số và đối số, nghĩa là tham số là mình đặt giống như những cái biến vào trong khi mà mình khai báo hàm. Còn đối số là gì? Đối số là mình truyền cho nó những cái giá trị tương ứng của cái phần tham số hàm. Thì các bạn nắm lý thuyết như vậy đi. Chúng ta đến phần thực hành thì nó sẽ rõ hơn. Khi gọi hàm, các tham số sẽ được truyền bằng giá trị thông qua đối số của hàm. Số lượng giá trị được truyền vào hàm bằng với số lượng tham số trong khai báo của hàm. Nghĩa là cái phần này nó nhọc nhằn lắm, nhưng mà các bạn cứ hiểu là thí dụ trong hàm các bạn truyền 3 tham số, thì khi một hồi các bạn gọi cái hàm đó, các bạn phải truyền tương ứng 3 đối số tương ứng. Các bạn truyền thiếu cũng không được mà truyền dư cũng không được. Các bạn lưu ý giùm thầy nha. Rồi, chúng ta vào chấm hỏi số 1. Một hàm khi khai báo có một tham số, nhưng khi gọi hàm có thể có hai đối số được không? Rồi, chúng ta trả lời là không, nhanh chóng luôn. Thầy mới vừa nói, khi mà mình truyền cái hàm đó bao nhiêu tham số thì khi gọi cái hàm đó các bạn phải truyền tương ứng bấy nhiêu đối số. Các bạn lưu ý nha. Như vậy câu số 1 chúng ta trả lời là không được ha. Rồi, câu số 2, giả sử hàm F có hai tham số x, y khi khai báo, hàm sẽ trả lại giá trị là x cộng 2y. Lời gọi hàm F 10.A có lỗi hay không? Thì theo các bạn là có lỗi hay không? Thì các bạn lưu ý nè, khi các bạn gọi hàm thì các bạn phải truyền cái gì? Cái giá trị. Lưu ý cái giá trị. Mà ở đây chúng ta thấy cái A này là một cái gì? Một cái biến, một cái giá trị, một cái biến chưa có giá trị, cho nên nó sẽ bị lỗi. Các bạn lưu ý, ví dụ chỗ này các bạn truyền 10, 30 thì được. Nhưng mà chỗ này các bạn truyền 10.A thì nó sẽ báo lỗi. Các bạn lưu ý nha. Rồi, đó là phần số 1. Phần số 2, cách sử dụng chương trình con. Chúng ta sử dụng chương trình con vào trong chương trình Python. Thì bây giờ các bạn thấy ở đây người ta có cho chúng ta một cái hàm prime. Mục đích làm gì? Tìm cái số nguyên tố của một số n. Đây, n đối với các bạn là gì? N lúc này gọi là tham số nè. Mình viết cái hàm prime này, truyền cái tham số n vô. Rồi chúng ta thực hiện cái công việc. Mục đích là làm gì? Mục đích là để nếu như mà c bằng 1 thì chúng ta return ra true, ngược lại là false. Nghĩa là gì? Nghĩa là true là số nguyên tố mà false không phải là số nguyên tố. Rồi sau đó khi ra chương trình chính này, chúng ta sẽ cho người dùng nhập vô cái giá số tự nhiên n. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho k chạy từ 1 cho đến n cộng 1. Tại vì các bạn lưu ý là k
cái hàm ren nó chạy từ 0 cho đến n trừ 1, các bạn lưu ý nha. Cho nên các bạn muốn chạy chính xác cái n này thì các bạn phải cho nó chạy từ 1, cho chạy từ 2 cũng vẫn được ha, các bạn lưu ý nha. Rồi đến n cộng 1 thì nó mới đảm bảo. Rồi chúng ta sẽ gọi gọi hàm ren này, chèn cái gì vô. Các bạn thắc mắc, ủa chỗ này vẫn là biến k mà sao chương trình không lỗi? Đây các bạn nè, sử dụng hàm Rice đã được định nghĩa ở trên để kiểm tra. Sử dụng hàm Rice đã định nghĩa ở trên để kiểm tra số K. Hàm Rice K sẽ trả lại true nếu K là số nguyên tố. Như vậy các bạn thấy ở đây K là gì? K ở đây nó đã được truyền giá trị ở câu for, cho nên ở đây không có lỗi. À, các bạn thắc mắc tại sao? Ở đây F, gọi F, à, hàm F 10.A thì thầy nói là có lỗi, nhưng mà chỗ này thì thầy nói là không có lỗi. Tại sao? Tại vì câu if write k này nó nằm trong câu gì? Câu for. Thì khi chạy đến câu if này thì chắc chắn giá trị k đã nhận ở câu for trên rồi, nó sẽ truyền vào tương ứng, các bạn lưu ý nha. Ok. Rồi. Ở ví dụ 2, người ta yêu cầu chúng ta viết một cái hàm tổng dương, à, chèn vào cái gì? Cái dãy số A. Mục đích là làm gì? Tính tổng các số mà lớn hơn 0. Rồi, vậy bây giờ ví dụ như thầy viết một cái hàm như vậy. Rồi, thầy trong chương trình chính thầy có một cái hàm, à, thầy xin lỗi, thầy có một cái dãy A, một cái dãy B, thầy gọi tổng dương A. Nghĩa là nó sẽ tính gì? Nó sẽ tính tổng những cái số dương trong cái dãy A này. Thì coi 0, 2, 5, 10, 17. Ok. Tương tự, lúc này thầy không gọi cái đối số A nữa mà thầy gọi đối số B, nghĩa là thầy truyền vô cái dãy B. Thì lúc này nó sẽ in ra mấy? 1, 9, 11. Ok. À, riêng B thì nó sẽ được giá trị là 11. Các bạn lưu ý nha. Rồi. Sử dụng chương trình con có thể giúp phân chia việc giải một bài toán lớn thành giải quyết các bài toán nhỏ và phát huy được tinh thần làm việc nhóm. Chương trình chính có cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu hơn. Nếu cần hiệu chỉnh, phát triển và nâng cấp cũng thuận tiện hơn. Nghĩa là chúng ta thấy là khi chúng ta viết bằng những cái chương trình con á, thì các bạn thấy ở đây nó chưa có tác dụng nhiều đâu. Nhưng mà đối với những cái ứng dụng lớn á, cần nhiều cái công việc xử lý thì chương trình con rất là hiệu quả. À, chương trình chính rất là ngắn gọn. À, ok. Từ từ những bài tập sau thì thầy sử dụng hàm nhiều thì các bạn sẽ thấy cái lợi ích của nó. Rồi bây giờ chúng ta vào chấm hỏi số 1. Sử dụng hàm Rice, em hãy viết chương trình in ra các số nguyên tố trong khoảng từ m đến n, với m n là hai số tự nhiên lớn hơn 1 ha, và m nhỏ hơn n. Rồi thầy có viết cái chương trình sẵn cho các bạn rồi đây. Ok, đây là cái chương trình. À, phần cái hàm tìm số nguyên tố là thầy gõ giống hệt như trong trong sách giáo khoa của các bạn ha. Thầy chỉ thêm cái gì vô? Thầy thêm là thầy nhập vô hai cái biến, biến mn bằng câu lệnh input, và nhớ các bạn chuyển nó thành số nguyên thì có int ở ngoài. Vậy sau khi người dùng người ta nhập vô hai số m n thì nhiệm vụ của các bạn là gì? Các bạn sẽ in ra các số nguyên tố từ m đến n, thì chúng ta sẽ có for k i ren từ m đến n cộng 1. Các bạn lưu ý nha, m đến n cộng 1. Rồi chúng ta gọi cái hàm Rice này thì từ từ nó sẽ truyền từng cái biến vào trong cái hàm Rice. Mỗi lần truyền như vậy nó sẽ quay lên, nó thực hiện nguyên một dọc lệnh này nè. Hãy nó trả ra true thì nó sẽ in cái k này ra, còn nó trả ra false thì không có làm gì hết, tại đây là câu if, các bạn lưu ý nha. Như vậy cái hàm Rice này nó sẽ đưa ra giá trị là true hoặc là false. Và các bạn nhớ lưu ý một điều là chúng ta truyền vô cái tham số n là 1 tham số, thì ở đây các bạn truyền vô đây là một đối số k, à, bạn thêm một đối số nữa chương trình lỗi ngay. Ok, bây giờ thầy sẽ chạy chương trình. Rồi thầy sẽ chạy số đầu tiên là số 15. Rồi số tiếp theo là số 7, à, ít ít thời số 36. Rồi
Từ 15 cho đến 36 thì có các số nguyên tố là 17, 19, 23, 29 và 31. Chúng ta có thể phát triển bài này lên bằng cách chúng ta có thể đếm có bao nhiêu số nguyên tố rồi chúng ta in ra. Việc này dành cho các bạn. Các bạn có thể thêm biến điếm ở đây rồi các bạn in ra. Ok. Chúng ta đến với chấm hỏi số 2. Em hãy nêu một công việc hay là một bài toán nào đó mà có thể sử dụng hàm để giải thì trong thực tế rất là nhiều. Chẳng hạn như chúng ta sẽ đếm số năm nhuận một năm nào đó, từ năm mấy đến năm mấy có bao nhiêu năm nhuận, hoặc là chúng ta có thể đếm số âm số dương hay là tính tổng trung bình dãy số gì đó của một dãy số mà ta nhập vào thì rất là nhiều ha. Chúng ta có thể kiểm tra một số từ m đến n đó có bao nhiêu số nguyên tố nè, có bao nhiêu số chính phương nè, có bao nhiêu số hoàn hảo nè, vân vân, rất là nhiều ứng dụng của chương trình con. Từ từ thầy sẽ hướng dẫn thêm. Rồi bây giờ chúng ta đến với phần thực hành. Thì ở đây ở phần thực hành chúng ta sẽ có ba cái nhiệm vụ. Thì cái nhiệm vụ 1 và cái nhiệm vụ 2 rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đọc nhiệm vụ rồi hướng dẫn và chương trình người ta đã viết sẵn, các bạn chỉ cần gõ vô máy và chạy thôi. Các bạn nhớ là gõ chính xác chương trình trong sách là sẽ chạy ok, các bạn lưu ý nha. Còn các bạn gõ thiếu một cái gì đó thì một là chương trình báo lỗi, hai là chương trình không lỗi mà nó chạy sai, thì các bạn xem kỹ là trong sách giáo khoa, vì đây là chương trình trong sách thì người ta đã test rất là kỹ rồi nha. Ở nhiệm vụ thứ hai cũng vậy ha. Nhiệm vụ thứ hai thì nó ngắn gọn hơn, nó tách cái sâu ra thành những từng cái từ rồi nó in ra thôi, rất là đơn giản. Và ở đây nó có sử dụng hàm RIC là hàm tách nè, tham số xếp chính là tham số của lệnh list, nghĩa là nó sẽ tách ra những cái từ này ra trong cái sâu này để nó đếm nha, đếm. Ở cái nhiệm vụ thứ ba thì thầy sẽ chạy cho các bạn vì nó hơi khó hiểu tí. Nhiệm vụ thứ ba làm cái gì? Nhiệm vụ thứ ba là người ta kêu chúng ta thiết lập một cái hàm mở string truyền vô hai tham số x1 x2 với x1 x2 là hai sâu cần gộp, nghĩa là chúng ta sẽ có một cái sâu x1, chúng ta sẽ có một cái sâu x2. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? C bằng 1 thì sau kết quả là, nghĩa là chúng ta gộp theo xen kẽ 1 0 1 0 1 0 à. Gọi S là sau kết hợp sau khi gộp hai sau S1 S2 chương trình có thể như sau. Thì trong sách giáo khoa người ta có viết sẵn rồi, nhưng mà vấn đề là các bạn có hiểu hay là không nha. Cái chương trình này nó hơi khó hiểu, bây giờ thầy sẽ chạy cho các bạn xem. Rồi, đây là cái chương trình thầy đã gõ y như trong sách giáo khoa. Bây giờ trước khi chạy thì chúng ta sẽ coi tính đúng đắn của chương trình bằng cách chúng ta run nó ha. Rồi, sau thứ nhất thì nhập nè. 111 nè. Sau thứ hai là nhập 000. Thì cái việc này nó rất là đơn giản, nó chỉ cần chọn 101010 vào. Nhưng mà có trường hợp hai sau nó không đều nhau thì như thế nào? Bây giờ thầy sẽ thử. Rồi bây giờ sau thứ nhất nè, năm số, sau thứ hai thầy sẽ nhập ba số thôi. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ có gì? 101010 và chúng ta sẽ còn dư hai số 1. Chúng ta phải cho chương trình đưa hai số 1 vào cái sâu mới. Đó là cái khó của chương trình, các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ từ từ thầy sẽ giải thích. L1, L2 này có tác dụng là gì? Nó lấy độ dài của hai sâu này. Rồi sau đó chúng ta có một biến L là min của L1, L2, nghĩa là nó sẽ cái biến L này là nó sẽ chứa cái giá trị gì? Nó chứa cái giá trị là nó sẽ lấy coi cái sâu nào là sâu nhỏ nhất, cái sâu nào là cái sâu có ít ký tự nhất. Rồi, làm gì đây? Chúng ta cho y chạy từ 1, từ 0 cho đến L nè,
Rồi nhiệm vụ chúng ta sẽ là gì? Đây, ếch mới. Sau ếch là sau chúng ta cần in nè. Bằng ếch cũ cộng cho ếch y, ếch 1 thứ y cộng cho ếch 2 thứ y. Nghĩa là chúng ta cứ luân phiên xen kẽ vào. Thì các bạn nhớ chỗ này khi nó chạy thì chắc chắn nó sẽ chạy đến cái số lượng sau ít. Như vậy còn lại sẽ là cái sau gì? Cái sau dài hơn. Đúng chưa? Thì nếu n là 1 nhỏ hơn n là 2. Nếu n là 1 nhỏ hơn n là 2 thì chúng ta cho câu for chạy từ nl cho đến nl2 và chúng ta sẽ đưa toàn bộ những cái sau, những cái ký tự còn dư của nl2 đó vào trong cái sau ếch. À, các bạn lưu ý nha. Rồi còn ngược lại, nếu như mà n là 2 nhỏ hơn n là 1 thì chúng ta làm giống y như vậy thôi, chúng ta đưa những cái sâu dư lại vào trong hết. À, các bạn lưu ý. Rồi đi thanh ra cái ếch ha. Rồi giờ chạy cái phần Excel lại cái nữa cho các bạn hiểu. Đây, rồi bây giờ thầy đã làm đây. Vậy đầu tiên vô ví dụ như ở đây, cái trường hợp mà nó giống nhau á, ký tự nó giống nhau á thì dễ rồi. Nhưng mà bây giờ trường hợp sau một nó dài hơn nè, thì bây giờ mình làm sao? Đầu tiên mình sẽ lấy cái thằng L đó, mình lấy cái thằng L là min của hai thằng này, nghĩa là L của mình bằng 3. À, các bạn lưu ý nha, L của mình bằng 3. Rồi như vậy sau mới sẽ bằng gì? Tương tự nó đưa vô 1 ha, không là 1 được 1 nè. Rồi tiếp tục 1 không, tiếp tục 1 không. Rồi như vậy cái câu for thứ này thầy đưa lên cái chương trình cho các bạn. Như vậy cái câu for này nó chạy xong rồi nè. Nó chạy xong rồi nè. Bây giờ nó sẽ so sánh, nó hỏi n là 1 nhỏ hơn n là 2 hay không. À, n là 1 nhỏ hơn n là 0, 2 hay không. Vậy các bạn thấy chiều dài của sau x1 là 5, nhỏ hơn 3 là sai. Như vậy nó sẽ chạy câu if thứ hai là n là 2 nhỏ hơn, n là 2 nhỏ hơn, cho nên nó sẽ chạy từ nl đến nl1, nghĩa là nó sẽ 0, 1, 2, 0, 1, 2 nè. Rồi 3, 4 nè. Rồi nó sẽ đưa số 1, 1 vô. Đó. Rồi trường hợp ngược lại thì nó làm y chang nha. Trường hợp ngược lại thì y chang. Đó là cái khó của cái chương trình này. Chứ nếu không á, cứ đưa vô bình thường thì chỉ câu này là xong. Nhưng mà chúng ta phải phân tích là người ta có thể nhập hai sau có chiều dài không, có chiều dài khác nhau, thì chúng ta phải xử lý được. Ok. Bài này nó hơi khó hiểu ha. Rồi đó là nhiệm vụ thứ ba. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần luyện tập. Ở câu luyện tập số 1 á, người ta yêu cầu chúng ta thiết lập hàm Bauer truyền vô ba tham số A, B, C với A, B, C là số nguyên và yêu cầu chúng ta trả lại giá trị là chúng ta sẽ là A cộng B và lũy thừa C. Rồi bây giờ thầy có viết sẵn cho các bạn. Luyện tập 1. Rất là đơn giản. Các bạn return A cộng B và sau sau C là lũy thừa. Rồi trong chương trình thì các bạn sẽ cho người dùng nhập vô ba số. Rồi các bạn in ra cái hàm và các bạn nhớ nè. Ở đây mình truyền vô ba tham số thì ở đây mình truyền vô ba đối số tương ứng. Các bạn lưu ý nha. Giải thích lại một lần nữa, chỗ này không phải là những số cụ thể nhưng chương trình không lỗi. Vì sao? Vì ở trên này các bạn đã nhập giá trị vô thì nó đã có giá trị ABC sẵn rồi. Nó chương trình nó sẽ truyền vô và nó sẽ không bị lỗi. Rồi thầy chạy trình nha. 5 4 3 này. Rồi 729 thì là 5 cộng cho 4 là 9, 9 mũ 3 ra 9 lũy thừa 3 là tiếp theo. Ở luyện tập thứ hai, người ta yêu cầu chúng ta
viết chương trình thực hiện nhập n số tự nhiên từ bàn phím. Hai số cách nhau bởi dấu cách, tính và in ra tổng của số này. Rồi, diễn tập 2. Đây, đây bây giờ thầy sẽ tính tổng gì? Đầu tiên t bằng 0, à, rồi cho 0 chạy đến đây nè, thầy sẽ tính tổng. Và các bạn nhớ là gì? Các bạn phải int của cái ai này, vì khi các bạn nhập á, thì nó là sâu, à, thì các bạn phải chuyển nó về số nguyên các bạn mới cộng được. Rồi, khi chương trình chính thì chúng ta cũng phải xử lý nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cho người ta nhập vô số lượng phần tử của dãy số nè, bằng cái miếng ếch nè, nhập hai số tự nhiên cách nhau bởi dấu cách nè. Rồi, sau đó các bạn sẽ là a bằng ếch chấm lít phẳng trắng, nghĩa là chúng bạn sẽ tách cái hai số mà người ta nhập ra, à, hai số mà người ta nhập ra. Rồi, sau đó các bạn sẽ thực hiện tính tổng. Rồi, bây giờ thầy chạy cho các bạn xem nha. Lăm cách trắng 75 ta đang chào, à, ok. Vận dụng câu số 1, người ta yêu cầu chúng ta là nhập hai số tự nhiên từ bàn phím, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, và chúng ta in ra ước chung lớn nhất của hai số này. À, rồi, vận dụng 1. Khi tìm ước chung lớn nhất thì chúng ta có rất là nhiều thuật toán. Chúng ta có thể dùng trừ, chúng ta có thể dùng chia. Bài này thì dùng chia nè, nó nhanh hơn. Đây là thuật toán Euler ha. Rồi, truyền vô hai tham số AB đây. Rồi, R chứa số phần dư của A mod B. Rồi, nếu R còn khác không thì chúng ta cứ thực hiện ba công việc này: gán B thành A, R cho B và lấy R mới là A mod B. Cứ vậy làm hoài, chừng nào R bằng 0 thì thôi, và cái ước chung lớn nhất sẽ là cái thằng B. Rồi, như vậy ở chương trình chính các bạn làm gì? Các bạn sẽ cho người ta nhập hai số tự nhiên cách nhau bởi dấu phẩy để yêu cầu mà, đúng không? Đây, hai số cách nhau bởi dấu phẩy, cái khó ở chỗ đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ thay thế cái dấu phẩy này bằng cái khoảng trắng, vì cái hàm list nó chỉ nhận tách bởi khoảng trắng mà thôi, cho nên các bạn phải dùng ếch chấm relay dấu phẩy nè thành khoảng trắng nè. Đó, khó cái chỗ này. Rồi, sau đó các bạn sẽ tách hai cái số này ra bởi cái hàm list. Như vậy danh sách của chúng ta sẽ có hai số rồi đó, A0 với A1 rồi đó. Rồi, các bạn phải gán A0 cho A, A1 cho B. Còn không gán thì các bạn truyền trực tiếp cho chỗ này A0, A1 cũng được, nhưng mà để rõ ràng cái tính rõ ràng của chương trình thì chỗ này thầy đã thực hiện gán. Và thầy không được, các bạn phải gán này. Tại vì sao? Tại vì chúng ta thấy là A lúc này là những cái ký tự ha, cho nên chúng ta phải chuyển thành kiểu số thì chương trình nó mới tính được. Tại vì ở đây chúng ta đang thực hiện tính toán cộng trừ nhân chia mà, thì mà sau ký tự thì nó đâu có làm được, cho nên các bạn phải chuyển nó thành số. Các bạn lưu ý nha. Rồi, như vậy đây là cái ước chung lớn nhất. Và bây giờ chúng ta chạy chương trình nha. Cái khó ở chỗ này là gì? Là cách nhau bởi dấu phẩy, chúng ta phải xử lý được phẩy nè, chứng chào. Rồi, ước chung lớn nhất của AB là 45. Thử một trường hợp khác nha. Mười lăm với 72 với 7. Là 5, chung lớn nhất là 5. Đó, ok. Rồi, đó là vận dụng 1. Vận dụng 2, người ta kêu làm gì đây? Thiết lập một hàm chain có hai tham số là sâu họ tên và số C. Hàm sẽ trả lời sâu ký tự họ tên là chữ in hoa nếu như C bằng 0. Nếu tham số C khác 0 thì hàm trả lại sâu họ tên là chữ thường. Sử dụng phương thức upper và lower để chuyển đổi các ký tự của sâu ếch sang chữ in hoa hình thường. Rồi, vận dụng 2.
Đây, các bạn cho người ta nhập vô cái họ tên, chứa vô trong sao hết. Các bạn sẽ cho người ta nhập vô cái gì? Cái tham số C. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thiết lập cái hàm change này với đối số S và với tham số S và tham số C. Nếu như C bằng 0 thì các bạn sẽ return S.up, nghĩa là các bạn in qua nó lên. Còn ngược lại thì các bạn lố ơn, nghĩa là các bạn để thường hết. Tại vì chúng ta đâu có biết người ta nhập thường hay qua, cho nên chúng ta phải trả lại thường hết. Rồi, chúng ta in ra là chúng ta phải ghép họ tên lại ha, cho nên là chúng ta dùng hàm join chain S hãy C. Rồi, chạy chương trình nha. Thầy sẽ nhập in qua với thường nó lộn với nhau. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhập tham số C nè bằng 0 để xem nó có in qua hết không. Chính xác, nó in qua hết. À, rồi bây giờ thầy sẽ chạy chương trình với một tên khác nữa thôi. Rồi, bây giờ thầy sẽ nhập C bằng 1 để xem nó có trả đây, trả về thường là chính xác ha. Rồi, đó là nội dung của bài số 27. Các bạn nhớ là các bạn có thể xem lại ở những cái chỗ nào mà các bạn không hiểu, hoặc các bạn có thể comment ở dưới cái video thầy sẽ hướng dẫn thêm, vì cái phần hàm này nó hơi khó ha, các bạn phải nắm kỹ mới được. Rồi, chào các bạn.